vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Quân Số May Mắn. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Quân Số May Mắn, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Quân Số May Mắn chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Chấn động. Cuộc đời Canh Tuất, sinh năm 1970, cả đời vất vả, đúng năm tháng cuối năm 2024 âm lịch. Trời ban đại lộc, phát tài trúng to, phúc đức tiền quyển ùa tới ngập nhà, đổi đời giàu khỏe vô cùng. Vâng, thưa quý vị, tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 thân mến, bước trên đường đời hôm nay thử hỏi có mấy ai không phải phiền não về chuyện kiếm kế, sinh nhai, cơm áo gạo tiền. Sau từng ấy năm, đi qua quá nửa đời người, vất vả tranh đua trên từng dặm đường thì có lúc nào an vui không lo toan, ngày lo được, đêm lo mất, chẳng biết mái tóc đã chớm bạc từ bao giờ. Có người vì mệt đời quá thành buông gánh nặng mà bỏ đi xa. Có người vì bất lực quá chỉ biết đứng khóc ngơ ngẩn giữa cuộc đời vô cảm nổi trôi. Nhưng Canh Tuất ơi, ông trời sẽ chẳng lấy hết của ai cái gì bao giờ đâu. Cuộc sống là do mình lựa chọn. Nhưng bên cạnh đó cũng cần phải biết nắm bắt cơ hội để lội ngược dòng đổi vận thành công. Trong chuyên mục Tử vi năm tháng cuối năm 2024 của 12 con giáp ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị luận bàn về tử vi của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong năm 55 tuổi, năm tháng cuối năm Giáp Thìn 2024. Về vận trình công danh, sự nghiệp tài lộc sẽ ra sao? Trong công việc thì có được quý nhân giúp sức hay không? Chuyện gia đình, tình cảm và sức khỏe có điểm gì cần lưu ý? Và tuổi Canh Tuất thì cần chuẩn bị những gì để có thể đón lành tránh dữ và giúp cuộc sống của mình tốt đẹp hơn? Tất cả những câu hỏi đó sẽ được giải đáp chi tiết trong video ngay dưới đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi để nắm bắt hết thảy những cơ hội của mình. Quý vị nhé, trước tiên, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về những đặc trưng phân biệt về người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Yếu tố thuộc nhóm kim loại, hướng tốt, Tây Bắc, Tây, màu sắc hợp mệnh, màu nâu, vàng đậm, trắng, xám, bạc, cực dương, đá hợp mệnh, kim cương số may mắn, ý nghĩa số 9, số thứ tự thứ 11, mùa sinh tốt, mùa thu, tháng tốt, tháng 10, tuổi hợp, người tuổi Dần và người tuổi Ngọ, tuổi xung khắc, người tuổi Thìn, tương ứng với tử vi phương Tây, thiên bính, chiếu theo hệ chim tinh ngũ hành. Tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 là dấu hiệu thứ 11 trong hệ tử vi chim tinh học phương Đông. Tuổi Tuất là những người sống ngay thẳng, thật thà và tốt bụng. Họ không bao giờ vì tiền tài, vật chất, địa vị mà đánh mất đi giá trị phẩm chất của con người mình. Dù làm việc gì, tuổi Tuất cũng nghĩ cho lợi ích của cộng đồng, tập thể. Trên đường đi, nếu thấy người khác gặp khó khăn, tuổi Tuất nhất định sẽ ra tay cứu giúp. Họ có tinh thần trượng nghĩa và luôn làm những việc có ích cho xã hội. Thế nhưng, đôi khi họ lại bị hiểu lầm là những con người nhiều chuyện, bảo thủ. Nếu thấy việc làm của người khác là sai trái, tuổi Tuất sẽ không vội vàng trách móc, to tiếng. Họ đặt mình vào vị trí của những người khác và suy nghĩ, đánh giá. Đó thực sự là cách giải quyết rất thông minh, thấu tình đạt lý. Họ sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện buồn, lời tâm sự, đồng cảm với khó khăn của người khác. Bởi vậy, tuổi Tuất luôn được mọi người xung quanh yêu quý, tin tưởng. Ngay từ khi còn nhỏ, tuổi Tuất đã có nhiều ước mơ, hoài bão và dự định cho tương lai. Họ sớm trưởng thành và rời xa vòng tay của cha mẹ, tự lập với cuộc sống của chính mình. So với những con giáp khác, người tuổi Tuất trưởng thành sớm hơn, suy nghĩ dài dặn hơn. Tuổi Tuất nổi tiếng thông minh sắc sảo, có khả năng xử lý những tình huống khẩn cấp, bất ngờ. Họ phân biệt được rõ đúng sai, biết điều gì mình nên và không nên làm. Những ước mơ, hoài bão luôn tồn tại trong con người họ như một ngọn lửa âm ỉ.
Chỉ cần tìm thấy thời cơ thuận lợi, ngọn lửa ấy sẽ bùng cháy mãnh liệt. Tuổi Canh Tuất mệnh Kim là những người khỏe mạnh, cứng rắn cả về thể chất lẫn tinh thần. Họ làm việc rất cẩn thận, minh bạch, không bao giờ vì tiền bạc, địa vị mà làm những điều đi ngược lại với lương tâm. Những người này coi trọng chữ tín và danh dự của bản thân mình hơn bất cứ điều gì. Họ chăm chỉ làm việc với tần suất gấp nhiều lần người khác. Cũng có lúc họ cảm thấy mệt mỏi nhưng tuyệt đối không buông xuôi, thả lỏng bản thân, chừng nào chưa đạt được mục tiêu. Những người này sẽ không bao giờ chán nản, bỏ cuộc nhờ vào tài năng và sự am hiểu của mình. Tuổi Canh Tuất, mệnh Kim, có thể thành công trên nhiều lĩnh vực. Bước vào cuối trung vận họ có thể làm nên nghiệp lớn, quyền cao chức trọng, nhà lầu xe sang không thiếu thứ gì, cuộc sống viên mãn thập toàn thập mỹ triệu người nể trọng. Xem tử vi 2024 Canh Tuất theo can chi ngũ hành, xét về thiên can, canh gặp giáp tương khắc, ít vận quý nhân, công việc làm ăn tự cán đáng, lúc khó khăn cũng tự mình nỗ lực mà vượt qua. Xét về địa chi, Tuất gặp thìn lâm cục diện xung thái tuế, báo hiệu một năm khó khăn, công việc trục trặc, áp lực hơn người, tiền bạc không được như ý, bị hao hụt nhiều, sức khỏe giảm sút mạnh, hao tốn không ít tiền bạc cho khía cạnh này. Chuyện tình cảm, ra đạo tuy có chút xung đột nhưng không quá nghiêm trọng. Xét về ngũ hành, bản mệnh và lưu niên tương khắc, hay gặp các vấn đề về sức khỏe, gia đạo cũng nhiều mâu thuẫn, các mối quan hệ hợp tác làm ăn trục trặc, có xích mích, tiểu kết. Xét về yếu tố can chi, ngũ hành, tuổi Canh Tuất, nam mạng sẽ có một năm làm ăn khó khăn, nhiều áp lực, vất vả, công việc đa phần tự cán đáng không được ai hỗ trợ, tiền bạc kém may mắn, kinh doanh buôn bán gặp bất lợi, tiền vào túi đã khó lại dễ bị hao tán, sức khỏe giảm sút, xảy ra nhiều vấn đề tốn kém nhiều tiền của để chữa trị, gia đạo có không ít xung đột đề phòng nguy cơ rạn nứt. Theo dự ngôn mới nhất, người tuổi Canh Tuất có một hiện tượng kỳ lạ vào năm Giáp Thìn, nhất là với người tuổi Canh Tuất sẽ có thế vận đẹp nhất. Năm Giáp Thìn, người tuổi Canh Tuất có thể tập trung toàn tâm, toàn ý tấn công, về sự nghiệp có nhiều đổi mới tốt đẹp. Năm Giáp Thìn, người tuổi Canh Tuất gặp tương đối nhiều cơ hội được sự trợ lực của người khác để tăng thêm sự hưng vượng, là điều kiện quan trọng để họ bước vào thời kỳ mới. Năm Giáp Thìn cũng là năm đại lợi trong hợp tác, có quý nhân phù trợ, có sao Nguyệt Đức hóa giải hung hiểm, cho nên thế vận của bản mạnh như được nâng cao hơn một bước về phương diện sự nghiệp và tải vận. Năm Giáp Thìn, tài vận của người tuổi Canh Tuất có bước tiến lớn, hưng vượng nhất là vào năm tháng cuối năm. Ngoài ra, năm Giáp Thìn là năm đại lợi, để người tuổi Canh Tuất tham gia đầu tư có thể gieo hạt đầu năm và gặt hái vào cuối năm, kiếm lợi tứ phương. Thầy Tử Vi có đôi lời nhắn nhủ riêng rằng, năm Giáp Thìn, người tuổi Canh Tuất nên lưu ý chờ thời vào năm Giáp Thìn, tức năm 2024. Bước vào tháng 12 âm của năm Giáp Thìn, thế vận của người tuổi Canh Tuất bắt đầu chịu thế vận của năm Giáp Thìn, cho nên sẽ có nhiều biến động. Vì thế, đầu mùa thu mệnh chủ nên vào đền, chùa cầu đạo để tăng thêm vận đẹp. Ngoài ra, cần cẩn thận giữ gìn sức khỏe bởi rất dễ mắc những căn bệnh về đường hô hấp. Tử vi năm 2024 của tuổi Canh Tuất chứng kiến khoảng thời gian mà những người này sẽ sống cuộc đời tốt đẹp nhất của họ. Bạn sẽ tìm thấy sức mạnh để thử thách bản thân, làm theo trái tim mình và gặt hái thành công trong công việc năm nay. Lời khuyên cho người tuổi Canh Tuất là đừng nên quá tham vọng và gây áp lực khiến mình phải trả giá rất nhiều. Điều bạn cần làm là sống đúng với chính mình và đặt ra những mục tiêu thực tế mà bạn có thể đạt được. Đặc biệt vào năm tháng cuối năm, khi có nhiều thời cơ về tiền bạc bùng nổ, là thời điểm rực sáng về công danh, sự nghiệp thăng tiến thần tốc. Nếu Canh Tuất nắm được vận trình của mình trong 6 tháng này, chắc chắn sẽ đổi vận, đổi đời nhanh chóng, giàu lên như diều gặp gió trong năm 2024. Tổng quan tử vi 5 tháng cuối năm 2024, tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, tử vi tuổi Canh Tuất trong 5 tháng cuối năm Giáp Thìn 2024,
hứa hẹn một thời kỳ ổn định và yên bình đối với người tuổi này. Tính chủ có nhiều thời gian để thư giãn và tận hưởng cuộc sống trong cuối năm 2024 hơn so với nửa đầu năm trước đây. Đây cũng sẽ là một khoảng thời gian đầy hy vọng. Nếu bạn đang nghĩ đến việc bắt đầu một công việc kinh doanh mới, việc lập kế hoạch cho tương lai của mình sẽ giúp bạn ngày càng tiến bộ hơn nữa. Sự hỗ trợ từ những người thân, bạn bè xung quanh bạn rất nhiều, giúp bạn vượt qua mọi thử thách một cách dễ dàng. Cuộc sống hôn nhân của tuổi Canh Tuất sẽ rất tuyệt vời và không khí gia đình vô cùng vui vẻ. Đây là thời điểm tốt để lên kế hoạch cho con cái của mình. Bạn sẽ có đủ thời gian để tham gia các hoạt động giải trí, giữ tâm trí bình tĩnh và thoải mái sẽ giúp bạn hoàn thành tốt tất cả mục tiêu của mình. Theo tử vi tuổi Tuất 2024 trong năm Giáp Thìn, tuổi Canh Tuất Nam Mạng, gặp vận niên dương thảo ngạc, tức dê trên bờ cỏ, hình ảnh dễ ăn cỏ non đầy đủ, báo hiệu một năm sung túc, đầy hy vọng, danh cũng nên mà lợi cũng thành. Là thời điểm lý tưởng để gặt hái thành quả rực rỡ trong đời. Về tình cảm, tuy mọi thứ đang theo chiều hướng tốt đẹp đấy, nhưng đừng ỷ tài danh đắc thành rồi lại phóng túng, mập mờ trong các mối quan hệ mà tự mình mất phước, cát bỗng chuyển hung, khó lường bất chắc. Tử vi năm tháng cuối năm 2024 tuổi Canh Tuất cho thấy, đây là một khoảng thời gian hạnh phúc và bạn đã học được cách thể hiện bản thân. Bạn hòa mình với thiên nhiên mọi lúc và hướng tới sự bình yên. Không có gì thỏa mãn hơn khi được sống một cuộc sống cân bằng, lương thiện và vui vẻ. Về công việc, sự nghiệp của con đường công danh, sự nghiệp của người tuổi Canh Tuất hanh thông thuận lợi. Bạn bắt tay vào công việc gì cũng suôn sẻ, cũng được người giúp đỡ. Vì thế, nếu đã có kế hoạch thực hiện việc gì thì nên tranh thủ bắt đầu ngay từ tháng 7 âm năm nay để không bỏ lỡ thời cơ tốt. Năm tháng cuối năm 2024 này, bản mệnh có nhiều cơ hội gặp gỡ những người bạn bè, đồng nghiệp tốt, dù vừa bước chân vào một môi trường mới cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ, không bị bỡ ngỡ bơ vơ. Những người giàu kinh nghiệm sẵn sàng đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích để bạn có thể vượt qua khó khăn. Hãy luôn giữ tinh thần cầu tiến, lắng nghe, học hỏi mọi người. Rồi bạn sẽ có những bước tiến rất nhanh chóng. Nếu khẳng định được bản thân, cấp trên và quý nhân cũng sẽ không ngại dành tặng cho bạn những cơ hội để vươn lên một vị trí xứng đáng hơn. Quan trọng là bạn cần dũng cảm nắm bắt thời cơ, dám thách thức giới hạn của mình. Đừng chần chừ do dự kẻo cơ hội sẽ trôi qua một cách đáng tiếc. Với người ở vị thế lãnh đạo, bạn cũng nhận được sự tin tưởng của cấp dưới và có khả năng lãnh đạo tập thể gặt hái thành công. Với những người làm ăn kinh doanh, năm tháng cuối năm 2024 là thời điểm rất tốt để bạn bắt đầu mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. Sự liều lĩnh, dám nghĩ dám làm sẽ giúp bạn thu về kết quả thuận lợi. Bạn nên nhìn vào những điều tốt nhất ở bản thân và hướng đến việc biến giấc mơ của bạn thành hiện thực. Về mặt tài lộc, dự báo tài chính năm tháng cuối năm 2024 của người tuổi Canh Tuất sẽ rất tốt đẹp vì bạn biết cách quản lý tài chính của mình một cách khôn khéo. Bạn quan tâm đến những hạng mục đầu tư sinh lời và gặp nhiều may mắn liên tiếp trong con đường kinh doanh buôn bán. Bạn sẽ tham gia vào các mối quan hệ hợp tác có lợi và mở rộng được hoạt động làm ăn của mình. Những đối tác mà bạn lựa chọn làm việc cùng sẽ đem đến lợi ích tốt nhất cho bạn. Với người làm công ăn lương, những thành tích nổi trội trong công việc giúp bạn có được một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá. Cấp trên chắc chắn rất hào phóng với những nhân viên tốt, cống hiến nhiều cho tập thể như bạn. Có điều, dù túi tiền có rủng rỉnh đến mấy, người tuổi Canh Tuất cũng nên chống lại sự cám dỗ chi tiêu cho những món đồ xa xỉ. Chỉ nên chi tiêu cho những thứ cần thiết, có tác động lâu dài và tích cực đến cuộc sống của bạn. Hãy sống trong khả năng tài chính của bạn và tiết kiệm tích lũy không ngừng nghỉ cho đến khi bạn thực sự đạt được tự do dư dả về tài chính. Muốn phát triển bền vững, bên cạnh việc cố gắng làm ăn, bạn cũng cần chú ý đến lĩnh vực đầu tư hợp lý, tiết kiệm để gặp nhiều may mắn trong cuộc sống vào năm 2024. Người tuổi Canh Tuất có thể xem ngày xuất hành,
chọn ngày lành tháng tốt và lựa chọn hướng Nam, Đông Nam, Đông sẽ rất thuận lợi. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo về các màu sắc phong thủy hợp tuổi, hợp mệnh cho tuổi Canh Tuất năm 2024 là hồng, đỏ, cam. Con số may mắn cho người tuổi Canh Tuất năm Giáp Thìn 2024 là số 2, số 6 và số 8 về chuyện tình duyên gia đạo. Đây là thời gian tốt nhất để bạn thêm sự lãng mạn vào đời sống tình cảm của mình. Việc khám phá những điều mới mẻ với nửa kia sẽ giúp mối quan hệ của người tuổi Canh Tuất trở nên thú vị hơn. Ngoài ra, bạn có thể tham gia vào các hoạt động nhân đạo để làm cho thế giới tốt đẹp hơn. Trong nửa cuối năm nay, tuổi Canh Tuất sẽ tập trung vào sự nghiệp nhiều hơn tất cả các lĩnh vực khác trong cuộc sống. Bạn không có thời gian cho tình yêu nhưng không nên từ chối tình yêu khi nó đang gõ cửa. Nếu gặp người phù hợp với mình, bạn nên mở rộng trái tim để người đặc biệt đó bước vào và làm cuộc sống của bạn phong phú, tươi đẹp hơn. Bên cạnh đó, trong cuộc sống gia đình của tuổi Canh Tuất cuối năm nay, nên chú ý tránh xa những cãi vã và xung đột. Bạn nên tôn trọng không gian cá nhân của người khác, đồng thời cho mình một không gian riêng để làm những việc riêng và là chính mình. Về tình hình sức khỏe, cuộc sống của tuổi Canh Tuất năm tháng cuối năm 2024 suôn sẻ trong mọi việc, nhưng điều bạn cần lưu ý là sức khỏe của mình có thể bị ảnh hưởng bởi lối sống hàng ngày. Bạn nên thay đổi lối sống lành mạnh hơn, chăm sóc tốt cho cơ thể để có thể sống một cuộc đời hạnh phúc và viên mãn. Ngoài ra, vì là một năm tốt cho tuổi Canh Tuất nên cần trân trọng những cơ hội, yêu thương bản thân và cuộc sống. Đừng để những tai ương làm cản trở những cơ hội đến với bạn. Cần chú ý lời nói, tránh thị phi. Vấn đề xe cộ cần hết sức bình tĩnh, tránh xung đột với tiểu nhân. Có sức khỏe là có tất cả. Quý vị đang theo dõi video có nội dung chấn động. Cuộc đời Canh Tuất, sinh năm 1970, cả đời vất vả, đúng năm tháng cuối năm 2024 âm lịch. Trời ban đại lộc, phát tài trúng to, phúc đức tiền quyển ùa tới ngập nhà, đổi đời giàu khỏe vô cùng. Tiếp theo là tử vi chi tiết từng tháng của người tuổi Canh Tuất trong năm tháng cuối năm 2024. Tử vi tuổi Canh Tuất 2024, tháng 8 âm lịch, được quý nhân phù trợ, công việc thuận buồm xuôi gió, các khó khăn được hóa giải. Đường công danh sự nghiệp của tuổi Canh Tuất trong tháng 8 âm này có chính ấn nâng đỡ, nên mọi việc trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn gấp nhiều lần. Thái dương cát tinh nhập mệnh, con giáp này có thể sẽ được quý nhân chỉ đường dẫn lối, bản mệnh tìm lại được sự hứng khởi trong công việc, nhiệt tình xông xáo trong công việc. Những cố gắng và nỗ lực của bản mệnh rồi sẽ được đền đáp xứng đáng khi có không ít cơ hội phát triển dành cho bạn. Khả năng thăng tiến cũng theo đó mà tăng dần lên, không mắc phải những sai sót không đáng có. Sự chủ động sẽ khiến bạn gây được ấn tượng tốt với quý nhân cũng như cấp trên. Đừng sợ mình không làm được. Chỉ cần bạn muốn thì có rất nhiều cách. Đừng ngại xin ý kiến hay sự trợ giúp từ những người đi trước giàu kinh nghiệm. Xem tử vi tài lộc tháng 8 âm của tuổi Canh Tuất, tài lộc có nhưng đến muộn. Phải chờ tới cuối tháng thì tài khí mới tụ, tiền bạc mới ùn kéo về. Nguồn thu từ công việc chính cũng khá tốt, do con giáp này đạt được những thành tích nhất định, nên có thể sẽ có khả năng được tăng lương, thăng chức. Với những bạn làm kinh doanh, buôn bán thì nên nhanh chóng nắm bắt thời cơ ngay khi có thể. Tháng này chuyện buôn bán khá thuận, bản mệnh nên tiến hành những dự định đầu tư hay mở rộng kinh doanh của mình. Đôi lúc cũng cần một chút máu liều, nhưng đừng đặt mình vào nơi mạo hiểm quá lớn. Làm gì cũng cần để đường lùi, nên tránh đặt đồ màu đỏ ở phương vị Tây Nam trong văn phòng. Dễ gặp họa mất tiền hao của tháng 8 âm lịch năm 2024 với tuổi Canh Tuất được đánh giá là khá tốt lành và nhiều may mắn nhờ các tinh tương trợ. Đương sự tháo gỡ được trở ngại về tinh thần, buông bỏ những điều phiền muộn. Vì thế mà sức khỏe cả tâm trí lẫn thể chất đều được cải thiện đáng kể. Vẫn có một vài mâu thuẫn trong gia đình, nhưng bản mệnh đứng ra làm chủ mọi việc sớm đâu vào đó. Gia đạo nhìn chung vẫn trong ấm ngoài êm,
không khiến bạn phải nhọc lòng suy nghĩ. Với mức thu nhập ổn định, người sinh năm 1970 còn hỗ trợ ít nhiều tài chính cho con cháu trong nhà, đời sống vật chất hầu như không phải nghĩ ngợi. Hãy tranh thủ mà hưởng thụ cuộc sống. Tử vi tuổi Canh Tuất 2024, tháng 9 âm lịch, hung hiểm cản lối, khó đạt thành công, đủ loại khó khăn trong sự nghiệp đổ lên đầu người tuổi Canh Tuất, khiến bạn thường cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, thậm chí là hoang mang trong việc xác định hướng đi của mình. Dưới tác động xấu của cục diện nguyệt lệnh lâm mộ, bạn khó có thể tìm ra điểm sáng trong khoảng thời gian này. Bản mệnh thường xuyên nhầm lẫn, mắc các lỗi sai cơ bản trong cả những công việc tưởng chừng như đã quá quen thuộc. Những lúc thế này, bạn nên nghiêm túc kiểm điểm bản thân chứ đừng chỉ nên than thân trách phận hoặc tìm cách đổ lỗi cho người khác. Con giáp này cần phải nhận thấy rằng, chỉ khi dũng cảm đối diện với lỗi lầm của mình, bạn mới dần tìm ra phương hướng để sửa chữa, giúp bản thân mình tiến bộ hơn, chớ nên chối bỏ trách nhiệm, khiến bản thân ngày càng thụt lùi, công việc dậm chân tại chỗ, tạo điều kiện cho người khác vượt qua. Nguyệt lệnh lâm mộ cho thấy, con đường tài lộc sẽ khó phát triển theo chiều hướng mà người tuổi Canh Tuất mong muốn trong tháng này. Bạn cần phải tự nhắc nhở mình không được bỏ cuộc giữa chừng. Nếu không, công sức bấy lâu nay của bạn sẽ đổ sông đổ bể. Vì thế, nếu muốn giữ vững được số tiền trong túi, không rơi vào tình cảnh hao tài tốn của, thì bản mệnh nên giữ cho mình thật lý trí, không vội tin theo lời rủ rê, lôi kéo của người ngoài. Bạn đừng nên mơ mộng, tin tưởng vào việc không có làm mà vẫn còn ăn. Muốn làm giàu bền vững, bạn cần dựa vào chính công sức lao động của mình. Với người làm đầu tư kinh doanh, bạn chớ nên vội vã mở rộng các mối quan hệ hợp tác làm ăn của mình. Thời điểm hiện tại, bạn ít gặp được đối tác đáng tin cậy mà đa số là những kẻ tiểu nhân muốn lợi dụng sơ hở để kiếm tiền của bạn, làm giàu cho bản thân mình. Tốt nhất, hãy giữ mối quan hệ dĩ hòa vi quý với mọi người, duy trì tốt những mối quan hệ mình hiện có, đồng thời giữ khoảng cách với những người mình không thực sự hiểu rõ. Tử vi tuổi Canh Tuất 2024, tháng 10 âm lịch. Tử vi tháng 10 năm 2024, tuổi Canh Tuất theo lịch âm thấy rõ dấu hiệu cạnh tranh trong công việc. Dù làm gì, tính chủ dễ bị tiểu nhân vây hãm, cản trở công việc. Sang tháng 10 năm 2024 âm lịch, tuổi Canh Tuất lâm đất suy, báo hiệu vận khí ngày càng giảm sút, kéo theo công việc gặp trục trặc, phát sinh nhiều vấn đề phức tạp, cần phải dành nhiều thời gian để xử lý. So với tử vi tháng 9 âm lịch, tháng này, dấu hiệu cạnh tranh trong công việc ngày càng rõ ràng. Tuổi Canh Tuất vốn khá tham vọng, không ngừng tranh đua để đạt được vị trí tốt nhất hoặc có được mức lương xứng đáng với năng lực, công sức bỏ ra. Điều này vô tình khiến bạn rơi vào vòng xoáy cạnh tranh kịch liệt. Nơi đó, dù là người thắng hay kẻ bại, ai cũng chịu những tổn thất nhất định, quá trình hợp tác làm ăn không suôn sẻ ngay từ ban đầu. Vì thế, bản mệnh cần kiên nhẫn hơn nữa, hãy bình tĩnh và sáng suốt để lựa chọn đối tác phù hợp, chứ đừng chạy theo lợi ích tiền bạc. Trong tháng Ất Hợi, sự xuất hiện của Thái Dương Cát Tinh có thể mang tới nhiều cơ hội kinh doanh, buôn bán. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành giá trị tiền bạc cụ thể lại là chuyện không đơn giản. Cát Tinh này chủ về quý chứ không phải phú. Điều đó có nghĩa, con đường kiếm tiền làm giàu của bạn khá chật vật, vất vả, thậm chí không thuận lợi ở thời điểm xuất phát ban đầu. Vì thế luôn phải nỗ lực và kiên trì theo đuổi tới cùng, tuổi Canh Tuất có thể đối mặt với những áp lực tài chính khá lớn trong tháng, khi mà thu không đủ chi, thậm chí sẽ có lúc bạn rơi vào cảnh vay mượn nợ nần. Nếu có ý định đầu tư, bản mệnh cũng có thể cân nhắc nếu thực sự có số vốn phù hợp trong tay. Tuy nhiên, đầu tư mà dễ dàng kiếm lời thì mức độ mạo hiểm cũng tương đương, nên tránh những hạng mục như vậy thì hơn. Tháng này tình hình kinh doanh buôn bán khá chật vật, cần phải nghĩ ra cách thức mới để nâng cao doanh thu bán hàng. Nếu không chịu đổi mới, bạn sẽ tụt lại phía sau. Sức khỏe là phương diện tuổi Canh Tuất cần chú ý nhất trong tháng. Kiếm phong hung tinh phá hoại phúc nguyên cung, dễ gây ra tai nạn bất ngờ, họa huyết quang,
bệnh dữ tái phát, sự cố bất thường, va chạm xe cộ. Thời điểm này, vận đào hoa khá vượng, thích hợp cho người độc thân tìm nửa kia, có lợi cho các cặp đôi tính chuyện kết hôn. Tuy nhiên, các cặp vợ chồng liên tục xảy ra cãi vã, mâu thuẫn vì không có tiếng nói chung. Tuy nhiên, nếu cả hai đều nghiêm túc nhìn nhận lại vấn đề, mọi thứ sẽ nhanh chóng được hóa giải. Tử vi tuổi Canh Tuất 2024, tháng 11 âm lịch. Tử vi tháng 11 năm 2024, tuổi Canh Tuất mờ lịch thấy rằng, tính chủ muốn đạt được điều mình mong muốn thì cần phải cố gắng thật nhiều. Bạn không nên mong đến chuyện ngồi mát ăn bát vàng. Chỉ khi đánh đổi bằng công sức của mình thì bạn mới nhận được phần thưởng xứng đáng. Quan đới và dịch mã sẽ đem tới không ít thử thách cũng như rất nhiều cơ hội cho bản mệnh. Nhờ thái độ làm việc nghiêm túc, thận trọng và có trách nhiệm cao, bạn được cấp trên giao cho nhiều nhiệm vụ khó khăn, thậm chí là hơi nặng nhọc một chút để hoàn thành được nhiệm vụ. Có thể bạn sẽ thấy hơi vất vả một chút đấy, song hãy coi đây là cơ hội thử thách và chứng minh năng lực của bản thân. Hãy để tiềm năng của mình được phát huy. Có thể chính bạn cũng sẽ thấy ngạc nhiên về những gì mình làm được. Với người có chức có quyền, bạn thể hiện được cái uy của mình trong công việc, khiến nhiều người nể và tuân theo. Bạn là người có tầm nhìn xa trông rộng, có thể giúp tập thể vượt qua nhiều khó khăn. Dù là người giữ vị trí gì hay ở độ tuổi nào đi nữa, bạn cũng hãy sắp xếp thời gian để học hỏi thêm những điều mới mẻ và noi theo những cái tốt của mọi người xung quanh. Quá trình tìm tòi, học hỏi sẽ giúp bạn hoàn thiện bản thân, nhận ra đâu là nguy cơ cần phải tránh và đâu là cơ hội phải nắm bắt ngay. Hãy hành xử một cách khiêm tốn, dù đã gặt hái thành công, như vậy bạn sẽ gây được thiện cảm với quý nhân, được đối phương giúp đỡ trong tương lai. Trong tháng 11 âm này, Canh Tuất không ngừng cố gắng vì sự nghiệp, không ngại bỏ công bỏ sức của mình ra thì thu tiền về đầy túi là chuyện đương nhiên. Quan đới cho thấy, những người làm công ăn lương dễ nhận được tiền hoa hồng, thưởng nóng do những thành tích cao trong công việc. Thậm chí có một vài người được cấp trên cân nhắc tăng lương. Với người làm ăn kinh doanh, dưới ảnh hưởng của dịch mã, có thể bạn sẽ phải hơi vất vả, chạy đôn chạy đáo một chút. Song nhờ vậy mà bạn quen biết được thêm với nhiều đối tác hoặc khách hàng triển vọng. Nếu có ý định mở rộng thêm quy mô làm ăn, kinh doanh thì bạn có thể xem xét tiến hành luôn vào thời điểm này. Đừng ngại thử sức mình ở những lĩnh vực mới mẻ, bởi bạn hoàn toàn có thể trở thành người dẫn đầu xu hướng nhờ tầm nhìn xa trông rộng của mình. Dù là người làm ở lĩnh vực gì đi nữa, bạn cũng hãy mở rộng tư duy của mình, không nên giữ mãi những suy nghĩ chủ quan. Khi gặp phải khó khăn, đừng ngại xin ý kiến của những người đi trước, bạn sẽ tìm ra hướng khắc phục nhanh chóng hơn, thậm chí có hướng đi mới, giúp tiền đổ về đầy túi. Tử vi tuổi Canh Tuất 2024, tháng 12 âm lịch. Tài lộc của người tuổi Canh Tuất phát triển mạnh mẽ trong tháng cuối cùng của năm 2024. Bạn nắm bắt được xu thế thị trường, biết được điểm mạnh của bản thân để phát huy đúng lúc, vì vậy mà đạt được những thành tích khiến người khác đáng ngưỡng mộ. Người làm công ăn lương có cơ hội nhận được quyết định thăng chức, tăng lương. Những cố gắng của bạn trong suốt một năm vừa qua đã được ghi nhận và đánh giá cao. Đây là động lực để bạn cố gắng hơn nữa, tinh thần làm việc hăng say, mang tới cho những chú khuyển nhiều thành quả tốt đẹp trong tháng này. Khả năng bạn sẽ phải tăng ca, mang việc về nhà làm. Tuy nhiên, tâm trạng khá thoải mái, làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, không lo bị thua thiệt với người kinh doanh buôn bán. Đây là tháng tất bật, nhiều đơn hàng tới tấp, cảm giác việc không lúc nào hết, việc nọ nối tiếp việc kia. Yên tâm, cuối tháng sẽ được đền bù xứng đáng bằng vật chất, tài vận của tuổi Canh Tuất hanh thông bất ngờ. Mặc dù áp lực, cạnh tranh khá lớn, song bản mệnh làm tới đâu chắc tới đó, bỏ túi không ít tiền của. Theo tử vi, sự xuất hiện của thương quan còn mang tới những cơ hội hợp tác làm ăn lớn. Việc đầu tư cũng có dấu hiệu sinh lời. Nhìn chung, các nguồn thu trong tháng đều tăng, túi tiền rủng rỉnh, tiêu pha khá thoải mái.
người làm công ăn lương không những nhận được khoản tiền lương xứng đáng mà còn có thêm tiền thưởng Tết, tiền hoa hồng, các khoản tặng thưởng, quà tặng, nâng tổng mức thu nhập lên gấp nhiều lần so với bình thường. Có điều, tháng cuối năm nên cần chi tiêu nhiều tiền bạc, cần cân đối tài chính ngay từ đầu tháng, tránh bị thâm hụt vào những khoản không đâu. Mua sắm nên tiết chế, cái gì cần phải mua, chưa cần thiết thì đừng lãng phí. Tháng nguyệt lệnh mộc dục, báo hiệu tình cảm tiến triển thuận lợi. Vận đào hoa vượng, có lợi cho người độc thân tìm kiếm nửa kia cho mình. Về phương diện sức khỏe, tuổi Canh Tuất không phải lo lắng nhiều, bản mệnh thể trạng tốt, ít bệnh tật nghiêm trọng, ốm đau cũng nhanh khỏi. Có điều, tháng có lộc ăn uống, chú ý một số vấn đề về da, nhiệt miệng, nóng trong, do tiệc tùng rượu bia quá nhiều. Lời nhắc cải mệnh dành cho tính chủ trong thời điểm này. Điều cấm kỵ thứ nhất, thà là người bình thường cũng đừng mua danh chuộc tiếng. Người ta có câu, thà bị ghét vì sống thật với chính mình, còn hơn giả tạo để kẻ khác coi thường. Bản chất của việc mua danh chuộc tiếng chỉ là sự dối lừa, đem lại cho bạn thị phi và mệt mỏi. Lúc trước bạn vinh quang bao nhiêu thì sau khi sự thật bị phanh phui, bạn sẽ tủi hổ bấy nhiêu. Điều cấm kỵ thứ hai, thà rằng chịu thiệt còn hơn chiếm món lợi nhỏ. Không tử từng dạy học trò, chớ muốn mâu chớ thấy lợi nhỏ, muốn mâu thì không đạt, thấy lợi nhỏ thì việc lớn không thành. Làm việc mà cầu mâu chóng thì sẽ không thành công, không đạt được mục tiêu. Người ham muốn cái lợi nhỏ thì sẽ không làm thành được sự nghiệp lớn. Đôi khi bạn gặp phải chuyện mà mang lại lợi ích cho bản thân mình, dù chỉ là một ít nhưng cũng đủ làm bạn phân vân. Con người chúng ta không thể tránh khỏi được cám dỗ, chỉ thích hưởng lợi mà không muốn chịu thiệt dù chỉ một chút. Thế nhưng, phải hiểu rằng, đôi khi có thiệt mới là phúc, có lợi lại thành họa. Điều cấm kỵ thứ ba, thà thua một cách vinh quang chứ đừng chỉ luôn thắng mãi. Bạn luôn cố gắng thắng mọi cuộc tranh cãi, nhưng bạn sẽ thua nhiều mối quan hệ. Đó chính là cái giá phải trả nếu bạn quá cố chấp vào chiến thắng. Trong cuộc sống, thắng và thua có thể trở nên vô nghĩa với rất nhiều điều. Người thông minh luôn biết ung dung, buông bỏ và nhường nhịn khi cần thiết để cân bằng mọi mối quan hệ xung quanh. Điều cấm kỵ thứ tư, thà chịu vất vả chứ đừng ham lạc thú. Ham muốn hưởng lạc trong một thời gian dài sẽ mài mòn ý chí, góc cạnh và sự đam mê của mỗi người. Bạn rất dễ đánh mất bản tính cũng như tâm linh của mình trong sự thoải mái. Thà rằng vất vả cần cù, chịu khó chịu khổ để tôi luyện ý chí, gìn giữ năng lực còn hơn. Đừng toan tính khôn lõi, vì làm người không có ai là ngốc cả. Không phải kẻ khác chẳng biết toan tính thiệt hơn của bạn, họ chỉ không thèm nói mà thôi. Do đó đừng tưởng ngoài đời ai cũng ngốc, chỉ có mình bạn là khôn. Thực ra những chiêu trò khôn lõi vặt vãnh của bạn, họ biết thừa và thầm cười trong lòng với nhau, chứ không ai chỉ ra cho bạn thấy. Đó mới là điều đáng sợ nhất trên đời này. Cái gì hỏng thì mình sửa, sửa một ngày không được thì sửa 10 ngày, 10 ngày chưa được thì sửa một năm. Quan trọng là kết quả nhận về xứng đáng với thời gian và công sức của mình bỏ ra. Hôm nay bạn chỉ thay đổi một thói quen, nhưng tương lai rất có thể sẽ gặt về một thành tựu lớn. Quý vị thân mến, trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung Chấn động, cuộc đời Canh Tuất, sinh năm 1970, cả đời vất vả, đúng năm tháng cuối năm 2024 âm lịch. Trời ban đại lộc, phát tài trúng to, phúc đức tiền quyển ùa tới ngập nhà, đổi đời giàu khỏe vô cùng. Từ đội ngũ biên tập chương trình, trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót. Mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận. Để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn, mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm nhiều niềm vui và gặt hái thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Tử vi con số may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.